mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37 độ. Ngày mai, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50mm, có nơi trên 80mm. Mưa dông tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng 22 đến 33 độ. Xin chuyển sang thời tiết biển. Đêm nay, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tàu thuyền và các hoạt động khác ở những vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Vì vậy, cần lưu ý đề phòng. Tiếp theo là phần dự báo thời tiết cả khu vực của tỉnh Quảng Bình đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 48 đến 86%. Khu vực miền núi, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, độ ẩm từ 46 đến 94%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 47 đến 87%. Kết thúc bản tin là phần dự báo nhiệt độ các vùng trong tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.